Xin chào tất cả các bác nhé. Nay em lại giới thiệu các bác một số tác phẩm. Phẩm đầu tiên là tác phẩm Duối, gọi là cây Hoàng Anh Mộc. Hoàng Anh Mộc là cái hai tên cây này thì được cái phần gốc rất là lùn lực và cái đầu ngọn lên em tạo bông rất là kỹ, cái bông tán đĩa, xếp tán đĩa và lùn lực đấy, cái cút rất là dài. Phần bệ đây, phần bệ của chân bệ nó dài này, độ trườn ra thì cốt cây rất là quý và nó độ già lâu năm này. Đấy, cái cổ ngọn chính này đưa lên có phúc đây, cây thì cũng rất là ít sẹo, nó độ già cây, tuổi đời cao. Quay chi tiết rồi cho các bác xem những cái điểm lưu. Là tổng cây này thì mặt nào ngọn đây, nó mặt nào xấu, cây Hoàng Anh Mộc tác phẩm. Hôm nay được cái này càng cắt càng dày răng mà kỹ. Phần chi tiết của cây thì đấy, này thì nó cũng một cái nét cây thì nó là một cái gốc bổ ngọn chỉ, nhưng nó được cái là nó lên có những cái dị dạng là những cái thân trụ lên, vẫn làm tạo thêm những cái quả phúc này. Cái này thì là làm là chín quả phúc, chín thân tạo thành cây. Nó là như một cây cổ thụ, chia ra thì cái bông cành cây thì là những cái bông tàn xếp tản luân rất là đẹp. Ở điểm bên này đấy, cho bác xem là cũng rất là lâu năm, xù xì là lu cục. Cái cây đẹp này thì các bác nhìn cũng chi tiết kỹ xem đấy, thực tế là đẹp. Đấy, quay lên cũng rất là kỹ và chi tiết cho các bác xem. Được. Mà đo kích thước này, đo kích thước chân bệ cái này là 1m8 này, quanh bệ 1m8 rất là to nhé. Chiều bông tàn, chiều bông tàn ra đây là 1m55. Chiều cao của cây này là 1m05. Một cốt duối rất là lùn lực mà có nhiều đầu, làm nên những cái quả phúc rất là đẹp. Quả phúc phần tay cành em chia là rất là cân đối thôi. Tác phẩm này cũng xin chia sẻ để cho các bác là 85 triệu nhé, bao chi nhé, cả miền Nam miền Bắc. Cột dưới rất là đẹp, cổ thụ lâu năm nồng lực. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, xin chào tất cả các bác nhé. Giờ em lại giới thiệu các bác một cây hoa giấy Kim Bắc. Cái này thì là mới gốc rất là to, cổ thụ một thân, nó lên đến đây thì là nó rẽ ra những cái thân trụ và những cái thân chính của phúc này. Tay cành thì cây này em làm một cái cây rất là lùn lực, tay cành xếp đấy, rất là to, cổ thụ gốc rất là to. Những đo kích thước thì các bác này đấy, nên đây những cái tay cành này làm lâu năm rồi đấy, tay cành to phúc khỉu, bên kia quả phúc. Cái này thì đã ở trong chậu rất là nhiều năm rồi và những cái tàn bông là em làm cũng rất là cân đối rồi, các bác về chỉ việc chơi và cắt thôi. Cái này thì đang tầm này cũng chưa muốn ép hoa đâu, nhưng mà nó tự ra
đấy, bung hoa bình thường. Đấy, nếu mà ra một cá nó kín hết cây rất là đẹp. Đấy, quay hết các phía rồi các bác còn đo kích trước nhau các bác. Những cái gốc như này thì là một cái gốc rất lâu năm, chứ muốn trồng thì bảo là 1-20 năm thì cũng không phải, nhưng cái này là một cái cây mọc nó đã rất là tự nhiên rồi. À, xong rồi khai thác và trồng trong cái chậu này, nhưng cây này tuổi đời nó phải tầm 30 năm, trong chậu làm nữa vào mấy năm nữa, 6-7 năm nó mới thành được tay cành. Đồ kích thước cho quan cái này 88, quanh bợ 88. Tổng đàn ở đây là 2 mét, chiều cao của cây này là 1m95. Các bác chỉ việc chơi là các bác lấy thì cứ đặt cọc nhé, em chuyển đến tận nơi cho các bác. Rồi tiếp theo sang bên nữa. Đấy, xin chào các bác, cũng chia sẻ các bác một cây túc này. Cây túc là cây dòng phong thủy lộc sung túc. Túc thì là dòng búp sen quả nhiều. Cây túc đây thì lúc nào nó có khoảng tầm 5 lá ở đầu cuộn, ra thì lúc nào có chúm chúm này. Túc thì chỉ có ngoài Bắc này, Hải Dương này có nhiều, Bắc Giang có nhiều. Đấy, túc quả nó sai từ trên xuống dưới, mà ăn quả thì chua chua. Đấy, rất là hay. Túc thì là một cây sung túc quả. Và cây này thì là một cây thân gốc nó bay, cành phóng ra. Đấy, em tạo tác thì một lông đỡ rất là hay. Túc thì cũng nhiều các bác mua chơi đấy, chơi phong thủy để trước cửa. Và ngày Tết thì mình trước khi chơi thì cái ngày Tết mình chơi búp thì lại cắt đi trước khoảng 25 ngày. Thì nó vào đúng cái dịp Tết nó ra búp rất là đẹp. Tổng máy quay chi tiết qua cho các bác xem một cây túc có cành phóng rất là đẹp. Như này, quả rất là sai. Anh em Quảng Ninh, Hải Phòng rất là thích chơi những cái cây phong thủy này. Nếu nói để một cái búp của nó ra thì miễn chê. Cái túc dòng búp sen quả dày. Chơi vào cách phong thủy đo kích thước cho các bác xem chiều quay nhé. Bay ra đây là 2m38, chiều tàn bay, chiều rộng của ấy là 1m50, chiều ngang 1m50, chiều cao của cây này là 1m25. Xin chia sẻ các bác bên này thì cho các bác là 56 triệu bọc ship nhé. Từ túc nụt nực và rất nhiều quả. Cây phong thủy cành bay ra rất là đẹp. Các bác nào muốn yêu thích chơi một cây này để trước cửa rất là quý, giá thành quá hợp lý, tại vì cây đã lâu năm nhiều quả. Rồi tiếp theo sang cây nữa. Đấy, rồi chia sẻ các bác một cây dưới đây. Cây dưới tên nó là Hoàng Anh Mộc. Cái này thì là một cây rất là nhiều năm, cổ thụ, thân chính đấy. Và xoáy ra đây, cái thân tử rất là đẹp, duyên, nụt nực, côn cây ở ra đây, bay kia. Đấy, mà xin chia sẻ các bác đấy. Đây, những cái cốt lâu rồi thì nó trũng chĩn lại, nó côn cây. Cái này thì em xếp tản vân để tạo cho là vào năm tử.
cây thân chính một dịp và khô như thế này. Chia sẻ các bác ấy, những cái phần bông tàn này em xếp tàn vân cái độ phôn cây rất là rụt rịt, phần thân bệ từ những cái tử ra thân chính này, và nó lưu những cái điểm này nó cũng ve sẹo hết rồi. Cái cốt chuối nó lâu năm như này, cổ thụ này lại chia sẻ các bác xem. Quay tổng một quanh để đo kích thước. Này là 1m18 vần quanh bệ. 1m18 vần quanh bệ và tổng tàn bay ra đây là 1m50. Độ cao của cái này thì là 1m38. Một gốc to, có nhiều thân tử và nó có một cái dáng thiên nhiên tạo cho. Vậy thì mình sắp xếp để làm sao nó cân đối một cây cây cổ thụ lùn lực và xếp bông tàn. Xin chia sẻ các bác. Cái này thì cũng xin để cho các bác giá là 62 triệu bao ship nhé. Cái này là một cái bể gọi là bể đồng tiền vuông to, bể này cũng rất là to. Này là bể nó vào 1m06. Ô vừa đo cái chiều cao thì vừa đo là 1m38 nhỉ. Này thì xin để cho các bác giá là 62 triệu bảo ship cho các bác nhé. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Tiếp theo xin chia sẻ với các bác một cây hoa giấy này. Cây hoa giấy kinh Bắc này thì được cái là một cây nó thiên nhiên tạo thôi, dáng bạch hoành bay ra chào khách rất là đẹp, có một thân đuổi bên trên nắc lư đưa lên là cái thân chủ của phúc này, ở cái thân thứ hai là cái cành bay. Đấy, mình cũng tạo cho các bác là một cái cây bây giờ nó thành khung cành, tay cành nó rất cân đối rồi và những cái tản vân thì thân cũng rất là lâu năm già, đổi hết màu rồi. Ở cây này thì thực sự là năm nào hoa cũng kín hết rồi, mới ra thẫm ấy, bây giờ bắt đầu phun. Giờ như cây già này mình chỉ cho ăn ít phân thôi là chăm đến Tết là hoa đây. Đấy, bông hoa rất là tươi. Tím Bắc này thì rất là thích là cây hoa nó bền và chơi được từ tháng 9 tháng 10 đến tháng 12. Quay lại đây cho các bác xem phần thân gốc. Gốc rất là to, càng chơi thì những cái độ già và độ lưu bông tàn nó càng thị thì cây nó rất là giá trị. Thời gian làm thì đến giờ là bông cành nó cũng cân đối rồi, nhiều năm rồi. Mày chia sẻ các bác, mày quay qua để đo kích thước. Vành gốc đây là 76 phân. Cây này thì các nào có không gian hay quán cà phê hay là sân chơi thì đặt nó thích để trước cửa cũng được, mà để vườn tổng tàn nó vào khoảng 32 chiều dài. Chiều cao là 1m88. Cái này cũng xin chia sẻ quá rồi, mỗi bác 125 triệu bao ship nhé, bao ship cả miền Bắc. Đây này là chung là
là một cây nó kỹ rồi, và độ bay các bác chơi là không gian quá đẹp. Nói chung là cái dáng này để một cái thân hoành bay này cũng rất là hiếm, và vườn em cũng lựa được cây to đẹp này. Đấy. Rồi thì tiếp theo sang một cây nữa. Tôi xin chia sẻ các bác một cây hoa giấy. Cái này thì là đây em đang làm là cái dàn này là có 3 cây hoa giấy thác đổ, nhất là một cây bé, và hai cây này thì hai cây cân đối này, hai cây cân đối lâu năm rồi này. Một cây này thì đổ các bác như nhà gỗ hay là không gian nhà vườn để trước cửa này, một đôi chầu chào khách rất là đẹp. Đấy. Bông tàn thì làm kỹ rồi, dăm dán đầu cành rồi. Đấy. Cây nào cũng được, mua lẻ cũng được mà mua cả đôi cũng được. Đấy. Cái này thì là đây một cây to này. Đấy. Thì giờ cứ đo cây này trước nhé. Đấy. Quay máy quay bay thôi. Anh đo phần thân gốc cho các bác xem cái cây này. Gốc cây này là 65 phân này, quanh bệ này, quanh thân này. Tổng tàn bay ra đây này 1m35 này. 1m35. Đấy, cây như này thì xin để riêng như cây này là để là 40 triệu bao ship này. Đấy, thì nếu mà lấy cả một đôi này thì là để cho các bác 85 triệu bao ship cho các bác nhé. Cái này thì đo rất được các bác, không đợi 80. Đấy, 1m8 này, bay rất là dài. Này là xếp tản vân. Giờ là các bác là những cái này bắt đầu đang chuẩn bị bung hoa để đến dịp Tết này rất là đẹp. Giờ mọc hoa rất là nhiều. Đấy, cây tản vân xếp như này. Đây là mua lẻ thì đây cây này 40 triệu, cây sau là 45 triệu, mua cả đôi là 85 triệu bao ship. Đấy, còn cây này nữa thì chia sẻ các bác để đo kích thước cho các bác. Này là 44 phân vành từ cỏ phúc xuống chiều bay là 1m45. Cái này thì để cho bác là 20 triệu bao ship này. Cái này thì đang bung, bắt đầu bung rất là nhiều hoa này. Đấy, đầu bút nó bung hết này, đang đầy kín hết rồi. Thì cũng cuối video. Đấy. Trước mắt là một lời cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video, và tiếp theo sang một video nữa. Rồi, chào tất cả các bác. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.